nên người Tần nó có câu rất là hay: người Tần hùng mạnh cùng vượt quốc nạn, giúp cho mấy ăn rau muống á nó dìu nhau nó sống qua cơn mê. Từ đó mới có bài qua cơn mê nha mấy em. Tao đi đánh cho Tần, tao bị tên đâm, tao bị đạn bắn, tao bị ngựa cắn này nọ kia các kiểu, giờ tao dày tao khổ nó tao tự chết. Để từ đó về ứng nó làm biến pháp. Tối này đang ngủ co ro, má con nhỏ nào 14 tuổi mò cái mền, lấy cái chăn gãy gãy cái chân bay lên tuột cái quần ra, xong nó trùm mền là tao thấy gì hết. Xong rồi mò gần dị ứng, nó dị ứng nó đang ngủ mà nửa đêm, đàn ông mà ba, đàn ông ngủ mà nửa đêm nó làm sao mấy em, nó bức rứt gì sao đó, ứ á gì đó không biết các kiểu. Nó tiểu mũi làm gì vậy tiểu mũi? Tiểu mũi ăn anh phải cho anh biết chứ. Võ luyện văn ôn học binh thư, nếm mật nằm gai đợi báo thù. Thảm sát Trường Bình thù Liễu Quát, xích bích ngàn năm thận Tôn Lưu, Bạch Khởi Trương Nghi Bình Chiến Thất, Tây Thi Phạm Lãi Định Xuân Thu, Sĩ Quốc Tề Gia Trang Nam Tử, xa trường giết địch sử mãi lưu. Xuân Thu Luận Kiếm, Di Nguyễn. Di Nguyễn, thiên hạ đệ nhất chém gió xử tàu. Quay lại với chủ đề chém gió về lịch sử Trung Hoa, thì hôm nay anh sẽ kể cho mấy em nghe một nhân vật rất là nổi tiếng trong cái triều Đại Tần, là cái người đặt cái nền móng đầu tiên để cho gọi là nước Tần nó hùng mạnh. Như các bạn đã biết đó, thời xưa thời Xuân Thu Chiến Quốc á, nước Tần là một nước nhược tiểu đó. Nước Tần là một nước người ta coi là mang di mọi vợ đó, người ta không coi là dân xịn. Dân xịn á phải là dân Trung Nguyên. Dân Trung Nguyên á là Hàng Triệu Ngụy Tề Sở nha, nhớ nha. Hàng Triệu Ngụy Tề Sở, mấy dân đó dân sang. Còn dân Bần á là dân Tần. Dân Tần là dân mọi, dân nghèo, nước Tần nghèo như chó vậy đó. Nhưng mà thích đi quýnh lộn, nó khổ vậy đó. Mấy nghèo lại ham đi quýnh lộn. Mà Tần được cái này nó liều mạng lắm, nó coi gì đâu mất. Nó Tần nó liều mạng kinh. Bởi vì mấy cái quân đội mà quýnh chung nước Tần nó rất là sợ. Nhưng mà thằng Tần lâu nó mới nháy đường trận, tại vì quốc lực nó rất là yếu. Thì sau cái thời cũng đánh rất là nhiều trận rồi, tới thời của Tần Hiếu Công lên ngôi. Tần Hiếu Công là Doanh Cừ Lương. Doanh Cừ Lương là con trai thứ hai của vua trước. Nó con trai đầu tiên là Doanh Kỳ. Nó em nhỏ em gái là công chúa, nhỏ nó cũng phụ thôi, không có gì hot hết. Đáng lẽ đó cái chức là truyền cho Doanh Kỳ, nhưng mà vua thấy Doanh Cừ Lương nó cư xử nó thông minh hơn. Còn Doanh Kỳ thì nó quýnh lộn thôi. Doanh Kỳ thì nó chỉ là bộ trưởng bộ phòng thôi. Chứ còn Doanh Cừ Lương thì mới làm minh chủ được, mới làm vua được, nên truyền ngôi cho Doanh Cừ Lương. Thì cái việc đầu tiên khi mà Doanh Cừ Lương lên ngôi á, là Doanh Cừ Lương nó muốn là nước Tần mạnh lên. Chứ nó thấy nước Tần yếu quá. Nước Tần yếu nhiều thì trước sau cũng bị mấy nước kia nó đánh hết. Mà y như rằng Doanh Cừ Lương mới lên ngôi, năm nước nó hợp tung đánh Tần luôn. Năm nước nó hợp tung đánh Tần. Đó. Nên lúc đó nước Tần nó phải xin đầu hàng, rồi cắt đất đó, cắt đất rồi hối lộ các kiểu thì mới vượt qua được cái quốc nạn đó. Nên người Tần nó câu rất là hay: người Tần hùng mạnh cùng vượt quốc nạn. Đó là cái khẩu hiệu giúp cho mấy ăn rau muống đó, nó dìu nhau nó sống qua cơn mê. Từ đó mới có bài qua cơn mê nha mấy em. Đó. Tao đã coi, tao nghe anh đi, tao sẽ biết được cái nguyên nhân của rất là nhiều bài hát cũng như tên phim. Thì cái chính sách đầu tiên của Doanh Cừ Lương lên ngôi á là gì? Là cải cách, là tìm một người nào đó để giúp mình cải cách. Từ đó ông cử cái hệ thống CIA tình báo đi khắp lục quốc luôn. Ông kêu kiếm nào nhân tài mà bị mấy cái nước kia nó đối xử tệ bạc đó, đi gặp nó uống cà phê, vô BM nó nhắn tin riêng. Đó, vô BM nó, vô nickname nó, vô BM nhắn tin riêng. Nó, ê, nước Tần giờ đang chuẩn bị mời về làm vua làm quan nè, sẽ kiểu. Thì kết quả của cái chuyến đi đó, nó mời được khoảng 300 thằng. Mời được 300 thằng. Trong 300 thằng đó có một nhân vật rất là nổi tiếng, đó là Vệ Ưởng. Vệ Ưởng, bạn nào không biết Vệ Ưởng thì coi video trước của Duy Nguyễn nha. Đó, thì bây giờ trong cái buổi đầu tiên tiếp xúc 300 thằng đó, giống như là một hiệu trưởng rồi đó, nói chuyện với sinh viên thôi. Thì mấy khốn nạn kia nó vô nó đòi làm quan.
nói ông ơi, ông tôi ở nước Tề nè, tôi ở nước Tấn nè, tôi ở nước Sở nè, tôi ở nước Hàn, Ngụy, Triệu, Ba, Thục, đồ các kiểu ABC, giờ cho tôi làm quan đi. Cái thằng Kinh Lương nói các vị đừng có nóng, các vị là những tinh anh trong tinh anh, đúng không? Hãy mãnh liệt tinh thần nước Tần đó, tôi ngồi đây không lừa các vị đâu, thì các vị hãy cho tôi biết tài các vị, các vị dùng cái gì, các vị đều các vị giúp nước Tần, dùng học thuyết gì, đúng không? Đó, biến ra làm sao, giúp ra làm sao, nhưng mà để làm được cái chuyện đó thì các vị cần phải hiểu nước Tần. Rồi, bây giờ tôi cho các bạn mỗi người 100 lượng, liên hệ công ty Sài Gòn Tourist đặt cái tour đi nước Tần trong vòng 90 ngày. Đó, xong rồi cái mấy kia nó thôi đi mẹ gì ông ơi, nước tôi giàu chết mẹ, đi qua nước ông cho có 100 đó, nó bỏ đi gần hết. Còn có già, còn có mười mấy 200 thằng đi à. Đó, vậy là từ đó cái gì? Đủ đi xin việc làm toàn là cái bọn lũ đạn không. Thằng làm được việc thì trả bao nhiêu mà cái bọn rùi bu nó rất là đông. Đó là bài học nha mấy em. Nó mới áp dụng thực tế. Thằng Danh Cừ Lương là một giám đốc, nó cư xử rất là hay và rất là đúng. Ông muốn gì muốn phải thực tế cơ đà. Rồi, trong chuyến đi đó anh kể một người đại diện thôi, đó là Vệ Ưởng. Vệ Ưởng đi khắp nước Tần, thấy được sự thống khổ của người Tần. Những người cùi bắp nhất, người ta tâm sự, người ta uống rượu, người ta ăn lại rễ cây này, nó đâu có cơm đâu ăn. Người ta kể cho nghe, à tao là ngày xưa tao là thương phế binh đó này nọ kia, tao đi đánh cho nước Tần, tao bị tên đâm, tao bị đạn bắn, tao bị ngựa cắn này nọ kia các kiểu, giờ tao dày, tao khổ đó, tao cười chết. Nên từ đó thằng Diễu nó mới thống khổ được cái tầng lớp binh gia, nó kêu trời khóc đất ra làm sao, để từ đó Diễu nó mới làm biến pháp. Rồi lần thứ hai nữa, nó đi lạc trong rừng, vô cái làng kia, nó vô cái làng kia gặp bà, gặp hai vợ chồng kia ngu chết bà không biết chữ, người làm gì có ai biết chữ. Gặp thằng này nó là gì, mày du học sinh hả, mày du học sinh, mày Việt Kiều hả? À được, không phải là Việt Kiều lộn, này kêu là gì, Tần Kiều không? Này kêu là Tần Kiều á. À, mày Tần Kiều hả? Ê, có đô la không, cho ít coi rồi nọ kia, đó đô la thì con ít, xong rồi lại cho ít tiền để bài rượu bài tiệc rồi nọ kia, nói chuyện hay quá. Trời đất ơi, cái cặp vợ chồng đó tin thằng này sái cổ luôn, rất là phục. Tối này đang ngủ co ro, má con nhỏ nào 14 tuổi mò mò cái mền, lấy cái chăn gãy gãy cái chân, bay lên tuột cái quần ra, xong nó trùm mền là tao không thấy gì hết. Xong rồi mò gần Vệ Ưởng, nó Vệ Ưởng nó đang ngủ mà nửa đêm, đàn ông mà ba, đàn ông ngủ mà nửa đêm nó làm sao mấy em, nó bức rứt thì sao, nó ứ á gì đó không biết các kiểu. Xong rồi cái sờ sòn sòn nhớ tao con nhỏ bạch tuyết là con nhỏ cao nhân viên đó, nhớ ở quê rồi ngày xưa em sao tay chân mỏi miệng đã quá, giờ tự nhiên tưởng tượng lòng ứ á, xong rồi trời xui đất khiến mở mắt ra thấy nhỏ là quắc, mà con nhỏ nhìn nó lam lũ, nó lam luốc sao á, nó nông dân mà, nó quảng hồn hết hồn, đẩy nhỏ ra ngồi đập, nói tiểu mụi làm gì vậy, tiểu mụi tiểu mụi ăn anh phải cho anh biết chứ. Cái nhỏ tiểu mụi hả, nói cha mụi kêu mụi vô đây hầu huynh rồi theo huynh luôn. Cái này quen mấy em, anh tìm hiểu tới đây nó thấy giống như cái gì mà vợ nhặt của Kim Lân hay gì á, ăn ba cái bánh mà theo trai luôn. Điều đó nói cái gì, cái điều đó nó nói lên là trong từng hộ gia đình của nước Tần bây giờ nó nghèo như con chó đói vậy đó, đúng không? Con gái gì đâu á mà còn trinh đàng hoàng luôn, mà cứ đi gã bậy vậy đó, theo bậy vậy đó. Rồi xong rồi thằng Vệ Ưởng nó không chịu, thằng Vệ Ưởng này có ăn học mà nó không chịu, nó vậy không được, mất vậy là không có, vậy là không có nhân văn, không có văn minh. Rồi xong rồi cái nhỏ gái xuống kể cho cha nó nghe, cha nó đập nhỏ muốn chết luôn. Cái gì mày sống sao mày để cho người ta chê mày dữ vậy, mày sống sao quá, giống trời ơi tao nhục quá, tao mất mặt với hàng xóm quá, tao đầu tao chết tao kiểu. Xong Vệ Ưởng thấy vậy cầm đầu cũng đặng, nó nửa đêm mai nó ra, nó kêu nhỏ này ra, nhỏ này tưởng đâu gõ cho một cái mừng quá, tưởng đâu được theo rồi. Nó hỏi cô có biết tình yêu là gì không, ABC cô biết tình dục là gì không, cô muốn gì, cô muốn chồng hay không, hỏi các câu nhỏ trả lời rất ngây thơ. Thì Vệ Ưởng nói thôi được rồi, tao nhận ngươi làm em nuôi, để tao vô tao nói chuyện với cha. Xong rồi nó không lay, nó không phan nhỏ này mà nó nhận nhỏ này làm em nuôi ABC gì đó, rồi dẫn nhỏ này về nước Tần làm ô sin. Kết quả nhỏ này kết quả con nhỏ này nó lấy được chồng ngon á. Nhưng mà nhỏ này phụ thôi, tức là cái con nhỏ này nó xuất hiện, nó nói cái gì, nó nói là cái xã hội Tần nó khổ như vậy đó, nó vì chiến tranh loạn lạc mà nó khổ vậy. Từ đó thì Vệ Ưởng nó về, nó giúp cho nước Tần biến pháp rất là đúng nó. Thì và đây cũng là một chính sách rất là hay của Tần Hiếu Công. Tần Hiếu Công kêu mấy du học sinh nó đi tìm hiểu nước Tần mà, nó tìm hiểu nước Tần mà. Đó, đó là cái việc làm đầu tiên Tần Hiếu Công làm rất đúng. Việc làm thứ hai Tần Hiếu Công là gì? Đại nghĩa diệt thân, đại nghĩa diệt thân, đúng không? Tin tưởng
đúng không? Dùng người thì không nghi mà nghi người thì không dùng. Tần Hiếu Công tin tưởng Vệ Ưởng và tin tưởng biến pháp. Bây giờ biến pháp là gì? Pháp luật là gì? Là văn bản luật cao nhất mà tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Đó. Quay lại câu chuyện mà thằng Thái tử nó vi phạm đó. Thằng Thái tử nó vi phạm thì Tần Hiếu Công cho phép làm. Tần Hiếu Công là cho phép làm mà. Tần Hiếu Công cho phép là kể như cứ xử theo pháp đi, không nói nhiều nữa. Thì Danh Kỳ bị cắt cái lỗ mũi. Nó kêu là thái phó đó. Danh Kỳ chức là thái phó, cắt lỗ mũi. Rồi xong rồi thằng con tưởng nó yên. Thằng con tưởng nó yên, thằng con là Danh Tứ đó. Xong rồi thằng Danh Cừ Lương á, là Tần Hiếu Công đó, nó chạy về nhà, nó thấy thằng con nó phạm tội tài đình vậy nè. Nó quýnh thằng con, nó tưởng chết rồi đó. Nó cầm dao, nó chém thằng con đó, trời ơi. Không nhờ con nhỏ em gái ra can. Con nhỏ em gái là lúc đó là vợ của Vệ Ưởng. Không nhờ con nhỏ đó kia ra can là kể như thằng này màu xanh cỏ rồi. Là kể như là hết triều Tần luôn đó mấy em. Xong rồi cái Danh Cừ Lương lưu đài luôn. Tao đuổi mày khỏi họ. Hữu tao lưu đài mày luôn. Sau này nhờ Vệ Ưởng khuyên thì mới rước này về á. Nói chung Vệ Ưởng suy nghĩ cho dân cho nước lắm, nó không gì là cá nhân. Đó, nó lôi thằng Danh Tứ về, Danh Tứ nó làm vua. Thì câu chuyện đó là câu chuyện đại nghĩa diệt thân. Còn cái câu chuyện thứ hai, thứ ba là Danh Cừ Lương nó không coi Vệ Ưởng là thần mà nó coi là bạn tri kỷ. Nó coi là bạn tri kỷ. Tại sao nó vậy? Có những lúc nó lo cho Danh, nó lo cho thằng này còn hơn lo cho nó nữa. Đúng không? Nó gặp được thằng Vệ Ưởng là cái như gặp như cá bắt nước, cơm quên ăn, nước quên uống, ngồi 3-4 ngày đàm đạo này nọ kia, chuyện thế sự, đàm đạo chuyện quốc gia. Rồi có một lần á thì Vệ Ưởng trong quá trình biến pháp nó đụng tới Mạc Gia. Mạc Gia tự nhiên giống như là cảnh sát quốc tế rồi đó, thấy gì bất bình là bập à. Đúng không? Tại vì trong cái trận biến pháp của Vệ Ưởng nó chém rất là nhiều người. Nó chém rất là nhiều người mấy em. Nên Mạc Gia nó cay. Đó, nên Mạc Gia nó cho quân đi ám sát. Lúc đó Vệ Ưởng nó bị hai thế lực quốc luôn. Thế lực của Cam Long Đỗ Chí với thế lực của Mạc Gia nó truy sát. Thì nhưng mà thoát chết được. Xong rồi cái Danh Cừ Lương á nó mới hỏi ra con nào giết Vệ Ưởng vậy. Xong rồi cái tâm sự ABC tới lui cái Vệ Ưởng nó thôi chuyện này chỉ có không phải Vệ Ưởng nó nói mà chuyện này mấy người khác nó nói. Chuyện này chỉ có chúa thượng mới ra mặt được thôi. Cái này nó hiểu ý. Nó rời kinh đô. Nó đi tới Mạc Gia. Nó đi tới Mạc Gia này nọ má mém chết luôn á. Trong Mạc Gia có nhỏ gái. Trong Mạc Gia có nhỏ gái thích thằng này. Mới hài chứ. Thích này mà nhỏ đó cũng đẹp lắm. Đệ tử Mạc Gia nha. Rồi xong dẫn này vô cung. Vô cung của Mạc Gia chứ phải cung của triều đình. Đó. Xong rồi vừa chém gió mà vừa đấu kiếm ABC các kiểu. Nói chung là ở đây á không tiếc cái mạng của mình. Đi vô hang hầm để giải thích, để chứng minh, để phản biện. Phản biện như cách Nhân Duy Nguyễn Văn Biện vậy đó. Phản biện với thằng trùm cuối Mạc Gia. Thằng trùm cuối Mạc Gia cuối cùng nó thông cảm. Nó hiểu rồi, nó kêu cho đệ tử Mạc Gia khắp nước là không có kỳ thị thằng Vệ Ưởng nữa, không có phá biến pháp nữa nữa, mà cứ để cho nó làm đi. Lúc đó câu chuyện nó mới yên. Nhờ cái sự tin tưởng, nhờ cái cách gọi là điều hành đất nước chí công vô tư mà Tần Hiếu Công dưới bàn tay giúp sức của Vệ Ưởng đó mà đã cho ra một nước Tần mạnh lên. Để rồi nước Tần nó thắng trận Hà Tây, nó thắng trận Hà Tây với cung hàm Dương xong là lúc đó Danh Cừ Lương đai luôn. Danh Cừ Lương chết. Vậy thì nói chung là trong những ông vua, mình giờ mình nói về góc nhìn cá nhân. Vậy thì trong những ông vua về đất Tần, anh thấy không? Đáng nể nhất là Danh Cừ Lương. Ít ra trên góc độ một thằng đàn ông thì Danh Cừ Lương nó chơi còn được. Còn mấy thằng Danh sau này chơi chó quá, anh không thích. Tất nhiên sẽ làm video phải nói về nhận xét những thằng con sau này. Nhưng mà nó không có chất bằng cách chơi của Danh Cừ Lương. Cách chơi của Danh Cừ Lương rất là đàn ông và rất là đạo nghĩa giang hồ. Nó không phụ đàn bà, mà nó cũng không phụ bạn bè. Nó không phụ gia đình, nó không phụ đất nước. Mà nó gọi là nó chiến thắng bằng những chiến thắng quang minh chính đại. Thì Danh Cừ Lương này nè, nó cả cuộc đời của nó đánh giặc nước Tần chưa một lần yên ổn em. Phải ngồi trên mài mẹ mòn cái đít trên yên ngựa luôn mới có được lãnh thổ. Rồi sau khi nó lên ngôi á thì cũng lo cho dân cho nước, không có lo cho đàn bà. Con bà má bà nói trời đất ơi, con kiếm con nhỏ nào con đẻ đi con. Con kiếm con nhỏ nào con đẻ đi chứ bây giờ con gì có một đứa rồi mốt nó trúng gió nó chết ai làm vua. Bà má bà nói vậy luôn.
mà nói dạ mẹ cứ yên lòng, con có phải đâu bê bét rượu chè đến nỗi chết mà không nhìn thấy mẹ, con vẫn như xưa đồng thấm dịu dàng ABC, thư gửi mẹ của EC Nhiên nha. Hứa vậy thôi, nhưng mà trong lòng nó chỉ thích một người phụ nữ thôi, đó là đứa nhỏ con gái đệ tử Mặt Gia. Đệ tử Mặt Gia không phải là Mặt Từ Từ đâu nha mấy em, Mặt Từ Từ là hài tụi nó chế thôi đó. Nhưng mà tới lúc mà nó có được con nhỏ này á thì nó hết nhẫn nổi rồi. Nó có được con nhỏ này tức là nó kết hôn, nó cưới nhỏ này á, nó cưới con nhỏ này. Con nhỏ này thì còn đẹp, còn xưng thì nước non nữa, ngon lắm. Mà lúc đó là nó mới có 42-43 tuổi mà nó bệnh, tự nhiên nó bệnh nè, tự nhiên đứng giữa trời nó nhìn thấy về mảnh đất đồ Hà Tây thuộc phục về, nó mừng quá, nó phun máu chết rồi, nó lại ngách luôn á. Bởi vậy tao nói cái chết của Tần Hiếu Công này nó hơi bị vô duyên, chết năm 44 tuổi. Tuổi đó tuổi sung mãn người ta, tuổi đó tuổi quậy gì, tuổi đó tuổi chết kỳ vậy đó, tự nhiên bệnh gì chết không biết. Ngày xưa mấy con vua nó ngộ lắm, mấy em đang khỏe mạnh bệnh chết rồi không biết bệnh gì hết á. Mà ví dụ như nó thằng này đàn bà nhiều đi, nó bị Thượng Hoa Phong nó chết không nói, này không có đàn bà luôn, ngộ lắm. Ông vua này không có đàn bà, trong cung có ai đó, con nhỏ vợ gọi là kêu là hoàng hậu á, đai lâu rồi, đai đẻ danh tứ ra xong rồi chết đó. Xong rồi danh tứ nó không có mẹ dạy, nó cũng có chẳng có cha nuôi, nó mới hỗn hào, nó mới khùng vậy đó, nó mới gây ra cái lỗi tài đình là nó đi, nó thảm sát đó, nó thảm sát làng Thương Du đó, anh nói rồi đó. Nên gọi là Tần Hiếu Công này đời là hy sinh cả đời để lo cho dân cho nước, nên ông vua ông chọn đúng người rồi đó. Chứ ngày xưa là không được chọn thứ đâu con, mấy em ngày xưa là phải chọn con trưởng đó, nó ngày xưa là phải chọn con trưởng nha, đó là Doanh Kỳ lên ngôi. Nhưng mà này, Tần Hiếu Công lên ngôi. Tần Hiếu Công lên ngôi là một con vua quang minh chính đại chính trực, mà theo quan điểm của Như Nguyễn, ông vua này đáng lai nó, chứ nó không phải như thằng danh tứ sau này hơi điếm một chút rồi đó. Thằng danh tứ là Tần Huệ Văn Vương đó, còn Danh Kiều Lương là Tần Hiếu Công, chữ công nó không bằng chữ vương. Tại vì anh nói là cái thời điểm bây giờ á là nước Tần nó người ta chỉ coi là mọi thôi, người ta không công nhận là nó là chữ hầu, tức là nó không được cái đủ đẳng cấp để nó vô nó quỳ gối nó liếm chân cho vua Châu của vua chu. Anh dùng cái chữ quỳ gối liếm chân cho tụi em hiểu thôi, chứ còn vua Chu lúc đó chỉ còn cái chức thôi. Vua Chu lúc đó là chỉ còn cái chức thôi chứ đâu còn cái gì đâu. Tất cả mọi quyền hành nó đều nằm ở trong chư hầu hết. Nó mày mấy anh chư hầu có đánh lộn nhau, mấy anh chư hầu nó giằng xé nhau, mấy anh chư hầu nó độc nhau thì cũng đâu thì gọi là vua Chu đâu cho biết được cái gì. Nên sau khi cái cuộc biến pháp của Dệ Ưởng và cái sự gọi là điều hành đất nước một cách rất là xuất sắc của Tần Hiếu Công mà nước Tần nó mạnh lên, nó mạnh lên, nó đánh thắng được trận Hà Tây, nó thu được về cái vùng đất đó, nó thu được cái vùng đất mà ngày xưa không biết dùng cái chất gì nữa, ông kêu là cái ông cụ tổ nội gì của Tần Hiếu Công á, lấy được mà sau này nước Ngụy nó cướp đi, bây giờ cướp được trong trận Hà Tây. Nó làm thay đổi cái cục diện, nó thay đổi cái cục diện trong chu liệt quốc thời bây giờ, nó khai sinh ra một nước Tần mạnh hơn và một nước Ngụy yếu đi, để rồi từ đó nước Tần nó có tiền nó đi làm phiền thiên hạ. Thì ngày mai ngày mốt gì đó anh rảnh anh sẽ ngồi anh kể chuyện trận Hà Tây cho mấy em coi nha. Còn thích chủ đề này á thì cứ comment chém gió ở dưới, anh đọc hết, lên like anh đáp nha. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì, đăng ký chưa, cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Đi xây dựng đời riêng mơ đích thực, bằng sức mạnh đôi bàn tay nguyện huy, đầy oai phong ôm trọn cả núi sông, ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa, địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung, khi bên ta em sướng danh mỹ nữ, ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.